ngang ngang nén chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len bâng khuâng tôi nghe trong hồn chơi vơi xuân về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ơi khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời âu yếm gợi từng đi muôn tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin xuân hồng ngày mai. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ơi khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời âu yếm gợi từng đi thì bên em lại về một bộ Kenwood mà em đánh giá là hay nhất của dòng K Mini các bạn nhá. Kenwood K735. Trong cái hệ thống K series của Kenwood thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái phiên bản mã như là K505, K521, K531, K515, K731 và đây là phiên bản K735. Bên trên nó còn phiên bản K805 cũng như là K901 nữa. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái phiên bản mà Thanh Tâm Audio đã trải nghiệm cũng như là cảm thấy nó hay nhất trong tất cả các dòng K Mini K735. Hay nhất vì sao? Tại vì là rất là đáng tiếc cho cái phiên bản K805, phiên bản tiền nhiệm nối tiếp cho cái dòng K này của hãng, đó là họ bỏ đi cái mạch AB và thay vào đó là một cái mạch Class D. Nó rất là nhẹ, vì thế cho nên cái âm lượng, cái ampli của nó so với
K735 nó sẽ không được đầu gấu bằng. Và cái thứ hai nữa đó là họ đã thay đổi hoàn toàn cái thiết kế của K805 so với K735 theo một cái chiều hướng mà em nghĩ rằng nó không thẩm mỹ bằng cái phiên bản này. Cái điểm thứ ba nữa đó là cái cặp loa của K735 nó sẽ có cái độ chắc chắn, độ build tốt hơn, chất âm hay hơn K805 cho cái phiên bản loa KNS901 các bác nhé. Đấy là ba cái định giá và nhận định của em so với tất cả những cái phiên bản tại sao lại đưa ra cái dòng K, đây là cái phiên bản K hay nhất. Bộ này thì nó cũng nằm trong cái phân khúc dưới 10 triệu và đây cũng là một trong những cái điểm mà khiến khách hàng, khiến tất cả các bác mà sẽ phải đau đầu và băn khoăn chọn cho mình cái bộ nào cho nó phù hợp. Thực tế thì ví dụ như có thể kể tới vài những đơn cử mà tiệm cận 10 triệu như là Samsung 300BT, Panasonic P90 và Kenwood K735. Thì thực tế thì ba bộ này thì theo em nghĩ rằng nếu mà các bác nào thích yêu nhọc vàng trữ tình thì các bác chọn thẳng Samsung 300BT. Nó sở hữu hai bóng 12U7 thì chất âm nó sẽ rất là ngọt. Còn nếu mà các bác nào thích chơi rất là nhiều thể loại, chơi tạp thì các bác có thể chọn PMX90 với kết nối Bluetooth và giải mã TV. Còn bác nào thích cũng cái nhu cầu chơi tạp như thế nhưng mà cái chất lượng của máy, cái độ build của máy nó phải gọi là cái sự chắc chắn, nó phải như kiểu là nó sẽ có một cái thiết kế nó đẹp cũng như là cái chắc chắn của máy thì các bác chọn K735 giúp em. Bộ này thì ngày hôm nay về hàng thì em đánh giá khoảng 98%. Đặc biệt bộ này về hàng thì phụ kiện zin ôn luôn, vẫn còn đang để trong một cái bọc PA như này, em không tháo ra. Khách nào mua thì em sẽ giao cho các bác để các bác về tự tháo ra. Một bộ đẹp thì chắc chắn rồi, loa phải có đầy đủ e-căng, em đang tháo để vệ bên cạnh thôi. Các bác sẽ có một bộ K735 bao gồm một ampli và một cặp loa. Cặp loa thì được thiết kế với màu gỗ rất là đẹp, ampli thì sẽ ngả màu vàng các bác nhé. Đây là một trong những cái phiên bản mà chỉ có hai dòng ampli duy nhất của Kenwood K, đó là 731 và 735 sở hữu cái thiết kế này. Rất là đẹp, mặt phay nhôm cực dày luôn. Và núm vặn âm lượng được vắt xoáy kim cương rất đẹp các bác nhé. Khay đĩa dạng cửa nuốt, màn hình dạng LED rất là đẹp. Tất cả các nút điều hướng được bố trí ở phía cạnh dưới. Nút input đầu vào, nói chung con này thì ampli thì các bác nhìn như thể mới luôn, như đồng mới luôn. Còn đây là với loa. Loa thì sẽ sử dụng sở hữu loa hai đường tiếng, bass đường kính là 13, chép đôm đường kính 2 cm, chiều cao sẽ khoảng 30, chiều sâu là 20 và chiều rộng là khoảng 18 cm. Loa rất là đẹp, loa máy cực đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy. Hàng này thì rất là ít khi mà em kiếm được bộ đẹp như thế này. Sản xuất năm 2013, phía sau của Kenwood K735 sẽ có những cái ưu thế như sau. Hệ thống cầu loa jack bắp chuối tiêu chuẩn này, các bác sẽ có đường sub out, audio in và out, có nghĩa là các bác có thể out cái tiếng của bộ này ra bộ khác. Đường quang học từ TV cho tới hai đường luôn và có một đường PC in để lấy tín hiệu từ máy tính sang. Đây là cái thông tin của loa thì các bác sẽ có một cặp loa với công suất 50W trở kháng là 6 ohm cho hai kênh, có nghĩa là 100W tổng thể bộ dàn. Cặp loa này thì chắc chắn cũng sẽ trùng seri rồi, 148-129, bên này cũng như thế các bác nhá. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có cầu jack bắp chuối. Loa cực đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy. Ok, và bộ này thì sẽ có mức giá là 9 triệu. Không gian chơi nhạc thì em cứ cho đánh thoải mái trong khoảng 25-35m². Bộ này thì sẽ là một bộ rất là hay về kể cả cái chất lượng hoàn thiện cũng như là chất âm. Nguồn chơi thì các bác có thể khai thác từ CD và từ giải mã TV, từ máy tính, các bác có thể cắm điện thoại. Ngoài ra mặt trước các bác cũng có thêm một cổng USB để các bác có thể chơi nhạc qua cái cổng này. Bộ này thì về hàng rất là đẹp và thực tế thì cái nhu cầu của các bác nó cũng lựa chọn nhiều với cái thẩm mỹ nữa. Ví dụ như là các bác có thể nhìn thấy cái màu sắc của cái cặp này, các bác sẽ yêu thích cái màu sắc của cặp này hơn so với màu sắc của bộ này hơn so với những cái bộ khác thì các bác cũng có thể lựa chọn bộ này, không sao cả. Có rất nhiều sự lựa chọn để các bác có thể mua sắm vào cái dịp Tết này trong cái phân khúc dưới 10 triệu. Và con này thì nó cũng rất là hay, nó sẽ dạng cơ đĩa cửa nuốt các bác nhá. Các bác đặt đĩa vào nó sẽ tự nôi kéo cái đĩa vào. Nó không có cái khay đĩa như những cái thế hệ dàn khác đâu. Thôi anh yêu ơi, ngày mai ta xa nhau rồi. Từ nay những ký ức
sẽ ở lại bên em. Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào, dịu dàng ấm êm anh trao lời yêu, vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn em. Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng, chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa rồi, vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh, và em luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu, vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau, và tình yêu em cho anh sẽ thắp sáng cho niềm tin. Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh, dù cho nay bao phong ba chia đời ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn tỏa sáng như những vì sao, và em tin có một ngày em lại được bên. Sẽ vắng bóng anh đi cùng, chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa rồi, vì con tim không cần phải hứa đâu anh, và em luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu, vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau, và tình yêu em cho anh sẽ thắp sáng cho niềm tin. Vì con tim em sẽ không cần phải hứa đâu anh, dù cho nay bao phong ba chia đời ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn tỏa sáng như những vì sao, và em tin có một ngày em lại được bên anh. Vì con tim mà so sánh với hai đối thủ khác trong cùng phân khúc, đó là 300BT và PMX90, thì Ken Hút K735 nó sẽ thiệt thòi hơn một chút về cái kết nối, đó là Bluetooth. Tuy nhiên cái thế mạnh của nó so với hai đối thủ kia mà hai đối thủ kia không có được, đó là ngoài cái khả năng can thiệp vào bass chép ra, con này còn có thể cho các bác can thiệp vào cả mid, cái đường trung âm của giọng ca sĩ nữa. Đây cũng là một trong những cái yếu tố rất là hay. Bạn nào quan tâm tới Kenwood K735 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.